đang kêu cầu. Cây nhờ vào lòng mẹ từ bi xin xoa dịu mọi bệnh tật nơi trần thế này. Trông lên mẹ yêu, xin thương trợ che, đỡ nâng con cù. Mẹ ơi, mẹ ơi, hãy thương đói trong đoàn con. Trần gian giờ đây chìm trong đớn đau khổ sâu. Mẹ ơi, mẹ ơi, từ trên cao ấy có thấu tiếng con cầu, nguyện mẹ thương cứu giúp. Đây là đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý thính giả và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Nguyện mẹ dù tình sinh thương cứu vớt, linh hồn đã lìa chân trong vòng tay mẹ. Trông lên mẹ yêu, xin xoa dịu đi nỗi đau ly biệt. Kính mời quý khán giả nghe chia sẻ lời Chúa của linh mục Peter Lê Thanh Quang và audio sách đạo. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, ai là người chiến thắng thế gian nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Đức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa. Có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lý, và trên mặt đất có ba nhân chứng: Thánh Thần, nước và máu, cả ba chỉ là một. Nếu chứng của người đời mà chúng ta còn nhận lấy, thì chứng của Thiên Chúa còn mạnh hơn, vì đó là chứng của Thiên Chúa. Chứng mạnh hơn là người đã làm chứng về Con mình. Ai tin kính Con Thiên Chúa thì có chứng của Thiên Chúa nơi mình. Còn ai không tin Thiên Chúa thì cho người là gian dối, vì kẻ ấy không tin nơi chứng mà Thiên Chúa đã làm chứng về Con mình. Và chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống đó ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con thì có sự sống, còn ai không có Chúa Con thì cũng không có sự sống. Ta viết điều này cho các con, để các con biết rằng các con là những người tin vào danh Con Thiên Chúa. Các con được sống đời đời. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Lời đã hóa thành nhục thế và đã cư ngụ giữa chúng ta, nhưng ai tiếp nhận người thì người ban cho họ được quyền làm Con Thiên Chúa. Alleluia, alleluia, alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Gioan rao giảng rằng, có đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho người. Phần tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần. Và đã xảy ra là, trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nazareth xứ Galilea đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giô-đăng. Khi vừa lên khỏi nước, người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình, và có tiếng từ trời phán: Con là con yêu dấu của cha, con đẹp lòng cha. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, qua đoạn phúc âm của Thánh Marco, chính Gioan đã làm chứng, có đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho người. Gioan xác nhận, Ngài là đấng giới thiệu về đấng đến sau là chính Chúa Kitô. Và Ngài cũng xác nhận là Ngài làm phép rửa trong nước để tỏ lòng sám hối thôi, còn đấng đến sau tôi sẽ rửa anh em trong Thánh Thần. Và chính lúc Gioan làm phép rửa tại sông Giô-đăng, thì Chúa Giêsu từ Nazareth đã đến để chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giô-đăng. Và chúng ta biết đó là một cái nơi cuối dòng sông Giô-đăng, gần tới cái vùng biển chết từ Jericho đi ra. Thì ở tại đó, khi vừa lên khỏi nước, thì trời mở ra. Thánh Gioan đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu cũng thấy điều đó. Và sự xác nhận của Chúa Cha, con là con yêu quý của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàn. Như vậy, chính Chúa Cha giới thiệu về Chúa Giêsu cho mọi người biết. Tiếng phán từ trời để cho mọi người nhận biết đấng cứu thế đã được Chúa Cha gửi đến, mà Ngài là con của Thiên Chúa Cha, chứ không phải ai khác. Và chính Thánh Gioan cũng đã giới thiệu cho các môn đệ của mình đây là chiên Thiên Chúa, để rồi Andre và Gioan đã đi theo Chúa Giêsu, rồi sau đó mới giới thiệu cho Simon, cho Philip, cho Nathanael. Và bài đọc 1, Thánh Gioan cũng xác nhận điều đó khi nói về những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, thì người đó sẽ chiến thắng được thế gian bởi vì sống cho Chúa Giêsu rồi. Và lời Chúa Giêsu là chân lý, như trong bài đọc 1 xác nhận cho chúng ta, vì chính Chúa Thần đã xác nhận cho chúng ta biết lời của Chúa Giêsu là chân lý. Ai tin kính con Thiên Chúa thì có chứng của Thiên Chúa nơi mình. Còn những người nào không tin vào Chúa Giêsu, cũng không tin có Thiên Chúa, thì sẽ cho Chúa Giêsu là gian dối. Nhưng thực sự, chính Chúa Cha đã xác nhận những ai tin vào Chúa Giêsu thì được ban cho sự sống đời đời. Mà sự sống đó chỉ ở trong Chúa Giêsu Kitô, mà Chúa Kitô đến để cho chúng ta được sống và sống dồi dào hơn, sống hạnh phúc hơn. Ai có Chúa Con thì có sự sống, ai không có Chúa Con thì cũng không có sự sống. Và Thánh Gioan đã viết điều này để cho những ai tin vào danh Con Thiên Chúa thì có được sự sống đời đời, vì chính Chúa Giêsu là nguồn sự sống mà Chúa Cha ban cho nhân loại để cho con người được sống và sống dồi dào hơn, được sống hạnh phúc hơn đời này và đời sau. Cho nên tin vào Chúa Giêsu thì chính Chúa Giêsu đã đến trong nước và máu của mình, Ngài nói chân lý của Chúa, dám nói lời chân lý của Chúa
để rồi Ngài chấp nhận phải đổ những giọt nước và máu cuối cùng từ trái tim của Ngài, nghĩa là Ngài yêu chúng ta đến độ trao ban thịt máu của Chúa cho chúng ta để đền tội cho nhân loại trên thập giá. Cho nên Thánh Gioan xác nhận là có nước và máu, rồi có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lý. Vì chính Chúa Thần làm cho các tông đồ hiểu được những lời dạy của Đức Kitô và hiểu được tình yêu của Thiên Chúa qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cho nên có nước, có máu và Thánh Thần của Chúa, cả ba nhân chứng Thánh Thần, nước và máu để chỉ là một Thiên Chúa duy nhất mà tình yêu của Chúa Cha đã trao ban Con Một của Ngài, và Chúa Thần xác nhận để rồi chính Chúa Thần cũng làm cho các tông đồ được tràn đầy ơn của Chúa Thần thì mới hiểu được cái tình yêu của Chúa Giêsu, và rồi sau đó hiểu những lời chân lý của Chúa Giêsu mới ra đi loan báo tin mừng của Chúa. Và sau ngày lễ ngũ tuần lãnh nhận tràn đầy Chúa Thần, Phêrô dù là một người chài lưới nhưng mà hiểu được những cái lịch sử cứu độ Chúa đã chọn dân tộc Israel như thế nào, đã trải qua bao nhiêu biến cố để rồi dẫn đưa chờ đợi đấng cứu thế đến, thì Chúa Giêsu đã đến để cứu độ toàn thể nhân loại. Và Thánh Phêrô trong bài giảng đầu tiên đã làm chứng cho Chúa để mọi người tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là đấng cứu độ trần gian, và 3.000 người đã nhận bí tích rửa tội để trở thành cộng đoàn của hội thánh đầu tiên tại Jerusalem. Cho nên chúng ta hiểu được cái tiến trình mà trong bài phúc âm đã nhắc đến qua cái phép rửa của Gioan. Gioan làm chứng và kêu gọi mọi người sám hối qua việc nhận cái phép rửa sám hối để dẫn đưa tới chính Chúa Giêsu mà trời mở ra tiếng của Chúa Cha phán, cũng như Thánh Thần xuống trên Chúa Giêsu để cho Gioan tẩy giả nhận biết, để cho mọi người ở đó nhận biết Chúa Giêsu là đấng cứu độ, lời của Ngài là chân lý, và Ngài mới có quyền năng để cứu độ mỗi người chúng ta. Do đó qua đoạn Kinh Thánh, bài đọc 1 và bài phúc âm liên kết với nhau, chúng ta mới hiểu được Chúa tuyệt vời đã yêu thương chúng ta, và chính Chúa Cha đã làm chứng cho chúng ta. Ngài cũng sai Gioan Tẩy Giả đến để dọn đường cho Chúa, để làm chứng cho chúng ta. Thì mỗi người chúng ta mở tâm hồn ra cho Chúa Thần, để chính Chúa Thần đã tác tạo bào thai cho Chúa Giêsu đến với nhân loại qua việc cộng tác sinh văn của mẹ Maria, và Chúa Giêsu đã đến trần gian, và chính Chúa Giêsu cũng sinh văn theo mệnh lệnh của Chúa Cha để chấp nhận đi qua tử nạn mà đến phục sinh vinh quang. Thì chính Chúa Thần là linh hồn của hội thánh, nối kết chúng ta lại với Chúa Giêsu, dạy chúng ta những lời chân lý của Chúa Giêsu, hiểu được những lời chân lý của Chúa Giêsu, thì chúng ta mới trở nên những chứng nhân cho tin mừng của Chúa giống như các tông đồ sau ngày lễ ngũ tuần vậy. Thì đời sống của chúng ta ngày hôm nay đang ở trong cái giai đoạn rất là nhiều thử thách. Nếu chúng ta không đứng vững được bằng lời của Chúa, không đứng vững được bằng đời sống kết hiệp với Chúa Giêsu và đời sống thực hiện thánh ý của Chúa Cha qua 10 giới răn, qua gương mẫu của Chúa Giêsu, thì chúng ta dễ bị chao đảo với những cám dỗ của trần thế này. Làm sao có nhiều tiền rồi hưởng thụ tối đa trong tính dục có, trong cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, hoặc là những cái tư tưởng sai lạc ở trần gian này với những hào nhoáng của trần gian, thì chúng ta sẽ mất cái niềm tin và không nhận được ơn cứu độ của Chúa. Đó là cái tình trạng của thế giới chúng ta. Và ai cũng có thể rơi vào cái cạm bẫy của ma quỷ để mất dần đức tin hoặc là dửng dưng với niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Thì chúng ta xác nhận tất cả những lời của Chúa Giêsu là chân lý. Và Chúa thành lập một hội thánh để giao cái quyền giải thích lời Chúa cho chúng ta. Cho nên Kinh Thánh và Thánh truyền, truyền thống của hội thánh đã sống, đã tin vào lời của Chúa như thế nào, và quyền giáo huấn của hội thánh giải thích rõ ràng cho chúng ta để hiểu đúng lời của Chúa, không có sai lạc ở trong thế giới này. Có như vậy
thì đời sống của chúng ta nó không có bị lung lay trước những cái tư tưởng của văn hóa, sự chết và bao nhiêu những hưởng thụ chóng qua của trần gian, cũng như bao nhiêu những thông tin sai lạc trên radio, TV, phim ảnh, YouTube hay là hệ thống Internet và đủ cách để người ta làm cho chúng ta mất niềm tin. Thì chúng ta phải xác nhận cái niềm tin của chúng ta vào chính lời chân lý của Chúa, lời dạy của Hội Thánh, để mỗi ngày chúng ta trở nên những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa, xác tín niềm tin của mình rồi chúng ta mới trở nên những người làm chứng cho tin mừng tình yêu của Chúa. Cho nên Thánh Gioan đã viết cho chúng ta để chúng ta tin vào danh Con Thiên Chúa, rồi chúng ta có được sự sống đời đời, bởi vì chúng ta tin đúng người, đúng nơi và đúng chân lý. Còn khi mà tin sai lạc thì dẫn đưa chúng ta tới mất bình an đời này và mất sự sống đời đời. Cho nên cùng đích của chúng ta là được sống đời đời với Chúa, vì Chúa tạo dựng chúng ta để được sống đời đời với Chúa, chứ không phải sống mãi mãi trần gian. Do đó khi con người quay lưng với Chúa, thì Chúa đã ban Chúa Giêsu Kitô, Con Một chí ái của Ngài, đến để cứu độ chúng ta và ban Thánh Thần để nối kết chúng ta với Chúa Giêsu Kitô mà sống cái lời chân lý của Chúa cũng như thực hành thánh ý của Chúa Cha bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen. Nào ta chúc tụng Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin dâng đời con một Chúa thôi, đáng tri ân tình. Tình yêu thương Ngài dành cho thế nhân. Ngài giáng thế cho đời vui tiếng ca, cho tình yêu nở hoa, cho lòng người rộn ràng bao la. Ngài đã đến ban bình an khắp nơi, ban niềm vui thắm tươi. Ôi ân tình trời thật chứa chan tuyệt vời. Chân nơi chốn cơ bần đêm trời hồng ân, buồn vui đêm nay con nguyện dâng về Chúa, dâng tương lai con bao điều khó khăn tiến dâng lên Ngài, lòng đơn sơ ngập tràn bao ý thơ. Ngài giáng thế cho đời vui tiếng ca, cho tình yêu nở hoa, cho lòng người rộn ràng bao la. Ngài đã đến ban bình an khắp nơi, ban niềm vui thắm tươi. Ôi ân tình trời thật chứa chan tuyệt vời. Ngài đã đến ban bình an khắp nơi, ban niềm vui thắm tươi. Ôi ân tình trời thật chứa chan tuyệt vời. Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 6 tháng 1, lễ Thánh Gregorio Nazianzen giám mục và lễ kính Trần Phước Andre Bassette. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Gregorio Nazianzen giám mục và cuộc đời Trần Phước Andre Bassette qua giọng đọc của Maria Kim Thúy.
Thánh Gregorio Nazianzen giám mục, sinh năm 329, qua đời năm 390. Sau khi được rửa tội ở tuổi 30, Gregorio vui vẻ nhận lời mời của người bạn Basilio gia nhập dòng mới thành lập. Cuộc sống tĩnh mịch của ngài bị phá rối khi cha ngài, một giám mục, cần ngài giúp giáo phận. Có lẽ ngài thụ phong linh mục do bị bắt buộc và miễn cưỡng lãnh nhận trách nhiệm. Ngài khôn khéo né tránh ly giáo khi cha ngài thỏa hiệp với tà thuyết Arian. Lúc 41 tuổi, ngài được chọn làm giám mục phó của giáo phận Caesarea, và rồi ngài xung khắc với hoàng đế Valens, người ủng hộ tà thuyết Arian. Tổng giám mục Basilio sai ngài tới một thành phố nghèo ở biên giới được phân chia bất công trong giáo phận của ngài. Tổng giám mục Basilio khiển trách giám mục phó Gregorio không đến tòa giám mục. Khi Valens qua đời, Arian không còn người ủng hộ. Giám mục phó Gregorio được kêu gọi củng cố đức tin ở tòa giám mục Constantinople, nơi bị những người theo tà thuyết Arian chiếm giữ suốt 30 năm. Lần đầu tiên ngài ở nhà người bạn, nơi trở thành nhà thờ chính thống giáo duy nhất trong thành phố. Tại môi trường như vậy, ngài bắt đầu giảng những bài hùng hồn về tam vị nhất thế, Chúa Ba Ngôi, và khiến ngài nổi tiếng. Ngài củng cố đức tin trong thành phố nhưng phải chịu nhiều đau khổ, bị vu cáo, bị lăng nhục và thậm chí bị bạo hành cá nhân. Ngài sống những ngày cuối đời trong cô tịch và khổ hạnh. Ngài làm thơ tôn giáo, có những bài tự truyện nói về vẻ thâm sâu và vẻ đẹp. Ngài được gọi là thần học gia. Chân Phước André Bassette, sinh năm 1845, qua đời năm 1937. Khi Alfred Bassette đến tu hội các thầy thánh giá vào năm 1870, anh mang theo tờ giấy giới thiệu của cha xứ viết rằng: "Tôi gửi đến các thầy một vị thánh." Thầy André đã sống đức tin của một vị thánh bằng một cuộc đời sùng kính thánh Giuse. Bệnh hoạn và sự yếu ớt dai dẳng theo đuổi thầy André ngay từ khi mới sinh. Thầy là người thứ 8 trong gia đình 12 người con của đôi vợ chồng người Gia Nã Đại, sống gần Montreal. Khi mồ côi cả hai cha mẹ, thầy được nhận làm con nuôi lúc 12 tuổi và trở nên một nông gia. Sau đó là nhiều loại nghề nghiệp khác, thợ đóng giày, thợ làm bánh, thợ rèn, tất cả đều thất bại. Thầy là một công nhân xưởng thợ ở Hoa Kỳ trong thời gian nội chiến. Khi 25 tuổi, André xin vào tu hội thánh giá. Sau một năm đệ tử, thầy không được nhận vì sức khỏe yếu kém, nhưng nhờ sự can thiệp và khích lệ của đức giám mục Bouguet, sau cùng thầy đã được chấp nhận. Thầy được giao cho công việc khiêm tốn là gác cổng trường học Notre Dame ở Montreal, cùng với các nhiệm vụ phụ là dọn lễ, giặt giũ và đảm trách việc thư từ. Thầy André khôi hài rằng: "Khi tôi gia nhập cộng đoàn này, cha bề trên chỉ cho tôi cánh cửa ấy và tôi ở đó suốt 40 năm." Trong căn phòng nhỏ bé của ngài ở gần cổng trường, hầu như suốt đêm ngài quỳ gối cầu nguyện. Trên thành cửa sổ trông ra đồi Royal là bức tượng Thánh Giuse nhỏ, là người mà thầy hằng sùng kính ngay từ khi còn nhỏ. Khi được hỏi về điều ấy, thầy trả lời: "Một ngày nào đó, Thánh Giuse sẽ được tôn kính một cách đặc biệt trên đồi Royal." Khi biết có ai bị đau yếu, ngài đến thăm để cổ võ tinh thần cũng như để cầu nguyện với họ. Ngài cũng thường thoa lên bệnh nhân chút dầu lấy từ chiếc đèn luôn cháy sáng trước tượng Thánh Giuse trong nguyện đường của trường học. Từ đó tiếng đồn về sức mạnh chữa lành bắt đầu lan tràn. Khi bệnh dịch bùng nổ từ một trường kế cận, thầy André đã xung phong đến đó chăm sóc bệnh nhân. Không một ai bị thiệt mạng. Số người bệnh đến với thầy ngày càng gia tăng. Cha bề trên cảm thấy bối rối, giới thẩm quyền địa phận nghi ngờ. Các bác sĩ gọi ngài là lang băm. Thầy thường lặp đi lặp lại rằng:
đâu có phải tôi chữa mà là Thánh Giuse đó. Sau cùng thầy phải cần đến 4 người thư ký để trả lời 80.000 lá thư ngài nhận được hàng năm. Đã nhiều năm tu hội thánh giá cố nài nỉ để mua lấy miếng đất trên ngọn đồi Royal nhưng không thành công. Thầy Andre và một vài người khác đã leo lên đó để đặt một tượng Thánh Giuse. Bỗng dưng chủ đất đồng ý. Thầy Andre quyên góp được 200 đồng để xây dựng một nhà nguyện nhỏ và dùng làm nơi tiếp khách thập phương mà ở đó lúc nào thầy cũng tươi cười để thoa dầu Thánh Giuse trên bệnh nhân. Có người được khỏi bệnh, có người không. Số nạn, gậy trống cũng như xe lăn người ta bỏ lại để minh chứng cho sức mạnh chữa lành của Thánh Giuse ngày càng gia tăng. Nguyện đường cũng cần được nới rộng thêm. Vào năm 1931, một thánh đường to lớn được khởi công xây cất nhưng tài chánh bị thiếu hụt vì đó là thời kỳ kinh tế đại suy thoái. Hãy đặt tượng Thánh Giuse vào trong ấy. Nếu ngài muốn có mái che trên đầu thì ngài sẽ giúp cho. Sau cùng, vương cung thánh đường Thánh Giuse nguy nga trên đồi Royal đã hoàn thành sau 50 năm xây cất. Nhưng thầy Andre đã không được chứng kiến ngày huy hoàng đó và đã từ trần năm 1937 khi thầy 92 tuổi. Thầy được chôn cất ngay tại vương cung thánh đường và được phong trần phước vào năm 1982. Trong nghi thức tuyên thánh vào tháng 10 năm 2010, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói rằng Thánh Andre đã sống nhân đức của một tâm hồn thanh khiết. Đức Thánh Cha khi đến thăm Canada đã đến quỳ bên mộ Thánh Andre mà cầu nguyện. Thoa lên vết thương với dầu và ảnh tượng, đặt một ảnh tượng để mua được miếng đất. Đó có phải dị đoan không? Đó có phải là những gì chúng ta muốn quên đi không? Người dị đoan chỉ trông nhờ vào yêu thuật của lời nói hay hành động. Dầu và ảnh tượng của thầy Andre là những dấu tích đích thực của một đức tin đơn sơ, trọn vẹn, nơi Thiên Chúa Cha là đấng đã giúp vị thánh của thầy chữa lành cho các con cái của Thiên Chúa. Cây cọ nhỏ bé đã giúp nghệ nhân hoàn thành bức họa tuyệt mỹ. Lời của Thánh Andre Bessette. Thank you.
thiết ngọt ngào. Tình Ngài yêu con vui mặn nồng, tình Chúa mịn miều. Tình Ngài yêu con làm sao đền đáp cho cần. Ôi tình yêu chứa chan vô ngần, con muốn được yêu Ngài mà thôi. Ngài trọi tên con, bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con, sống trong tình yêu thương của Ngài. Đi rồi hôm nay, bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dù điều trông gai, nhưng tình con quyết không. Dạ, có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót xin kính mời quý thính giả nghe 36 chuyện được trích từ sách Vinh Quang Đức Mẹ của Thánh Alphonso Dòng Chúa Cứu Thế, với giọng đọc của Maria Mai Trang. Nếu chưa bị chết xa hỏa ngục thì không ai không thể trở về cùng Chúa, không thể được Chúa thương nếu họ kêu xin mẹ cứu giúp. Lời của Đức Mẹ phán với Thánh Nữ Brigitta và những chuyện sau đây chứng minh cho sự thật trên. Chuyện thứ nhất, cái chết không ai thương. Những ai cảm thấy mình cô đơn lẻ loi, hãy chạy đến cầu cùng Đức Mẹ. Trong Hạnh Tích Nữ Tu Katarina Oting có kể chuyện này. Trong miền nữ tu ở có một phụ nữ tên là Maria, từ thiếu thời đã sống một cuộc đời rất mực buông tuồng, đến già cũng vẫn còn mê man với những trác táng của mình. Người miền ấy chán ngấy vì những phóng đãng của nàng, họ họp nhau trục xuất nàng ra khỏi thành phố, cho ở một cái hang miền ngoại ô. Ở đây, nàng mắc một chứng bệnh ghê gớm, từng mảng thân thể rơi rụng dần. Sau ít lâu, nàng chết không được chịu các phép sau hết, không một ai đoái hoài. Xác của nàng được người ta chôn táng ngoài đồng như xác một con vật hèn hạ, không một lễ nghi tôn giáo. Nữ tu Katarina
vẫn quen có lẽ cầu nguyện rất nhiều cho các linh hồn vào đời sau. Nhưng khi nghe tin Maria chết già trong đau khổ như vậy, nữ tu không hề nghĩ đến cầu nguyện cho nàng. Như mọi người, nữ tu cũng chắc rằng Maria đã phải trầm đoạn. Rồi, 4 năm trôi qua, một hôm có linh hồn ở luyện ngục hiện về với nữ tu nói: "Bà Katarina ơi, tôi khổ quá, ai chết cũng được bà cầu nguyện cho. Có mỗi mình tôi đáng thương nhất, bà lại không thèm đoái đến chút nào." Nữ tu hỏi: "Hồn là ai?" "Tôi là Maria, tội lỗi đáng thương, đã chết ở ngoài hang đá đây." Nữ tu Katarina ngạc nhiên kêu lên: "Sao, chị cũng được cứu thoát ư?" "Vâng, nhờ tình thương của mẹ Maria, tôi đã được cứu rỗi." "Mẹ Maria cứu chị như thế nào?" "Trong giây phút cuối cùng của đời tôi, thấy mọi người bỏ rơi và lại đầy tội lỗi ghê gớm, tôi ngước lên mẹ Thiên Chúa. Tự đáy lòng, tôi kêu xin: Ôi mẹ, mẹ là nương ẩn của mọi người bị trơ trọi. Mẹ xem, người ta bỏ con hết cả rồi. Chỉ còn có mẹ là hy vọng độc nhất của con đó thôi. Chỉ một mình mẹ có thể cứu giúp con. Xin mẹ thương con với. Mẹ Maria đã xin cho tôi được thống hối và tôi được chết trong ân sủng. Đức mẹ lại xin cho tôi được một ơn khác nữa, là những đau đớn thống thiết tôi chịu ở đời đã rút ngắn thời gian ở luyện ngục của tôi. Thời gian đáng lẽ còn phải kéo dài rất nhiều năm nữa. Hiện nay tôi chỉ cần một ít thánh lễ cầu cho là được giải thoát luyện ngục. Tôi xin bà xin lễ cầu nguyện cho tôi. Còn phần tôi đối lại, tôi hứa tôi sẽ luôn cầu xin Chúa và mẹ Maria cho bà." Nữ tu Katarina liền cấp tốc xin lễ cầu cho Maria. Ít ngày sau, nàng hiện đến với nữ tu, sáng láng như mặt trời, và nói: "Bà Katarina ơi, tôi xin cảm ơn bà. Tôi lên trời và tôi sẽ ca tụng tình thương của Chúa và sẽ cầu nguyện cho bà." Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót xin mời quý thính giả nghe 36 truyện được trích từ sách Vinh Quang Đức Mẹ của Thánh Alphonso Dòng Chúa Cứu Thế, với giọng đọc của Teresa Ngọc Nga. Truyện thứ 3: Một tình thương hối hả. Ích lợi của việc năng dâng mình cho Đức Mẹ. Niên ký dòng thánh Đa Minh kể chuyện thầy Leoda Montpellier có lệ mỗi ngày dâng mình cho mẹ tình thương Maria 200 lần. Khi lâm trọng bệnh, thầy thấy bên giường một vị nữ vương tuyệt mỹ nói với thầy: "Leoda ơi, con có muốn chết để đến với con ta và ta không?" Thầy hỏi: "Bà là ai?" "Ta là mẹ tình thương. Con đã kêu xin ta rất nhiều lần. Hôm nay ta đến tìm con, đưa con về trời đây." Ngày hôm đó, thầy Leoda qua đời. Và chắc chắn thầy đã theo nữ vương của thầy về nơi vịnh phúc. Phở
Quý vị và các bạn có thể ấn vào tất cả các link ở phía bên dưới video này để mở ra trang web Radio LTHC để biết thêm nhiều hướng dẫn, nghe thêm bài giảng, xem thêm các video khác. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Khi chết rồi được lên trời để muôn đời được yêu bên mẹ mãi chẳng ngơi. Muôn hạnh phúc kính thưa quý thánh giả, chương trình phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho quý thánh giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau nhờ lời của Chúa thấm hóa chúng ta. Mãi ngày đời sẽ bóng xác hồn chia tan, được mãi sớm phân đấu đến hơi thở cuối cùng. Mẹ trong ngày cuối đời con là khi quỳ giữ vùng lên đem toàn lực quân xông pha. Mẹ hãy đến giường bên đỡ con tranh đấu liền, không yêu mòn không nóng lòng, mồm tin chẳng giờ vinh thắng luôn thế cương tranh đấu đến hơi thở sau cùng. Mẹ ơi, nay con đến dâng trước tôn nhan lời tha thiết kêu khấn xin mẹ thương con niềm an. Xin hãy lắng nghe tiếng con than van, mãi ngày để sẽ bóng xác hồn chia tan, được mạnh sức.